Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành Gì đây. Tiếp tục với series đó chính là Mega Huyền Thoại nha anh em ơi, Pokemon. Link tải mình sẽ để phía dưới phần comment dành cho anh em nhé. Rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi, let's go. Hôm nay có code mới anh em ạ, lại có code mới. Thật sự là ngon nghe, ngon là kình đào luôn. Tôi tắt web đi vậy. Thật sự là không hiểu sao tôi tắt web đi. Mình sẽ vào Facebook để mình tìm cái code cho anh em nhé. Này không biết là có giá trị quà tặng như thế nào cha. Hy vọng là quá có ngon. Tầm khoảng 2.000 game là đẹp anh em nhỉ. Sự kiện tuần này, unbox này. Rồi về đây là kiểu ra mắt cái con Manaphy anh em ạ, con S cộng ấy. Nên họ tặng cho chúng ta một cái code thì ngon thôi rồi. Đâu nhỉ? À đây. Code này hạn dùng tới ngày mùng 4 tháng 10 nha, có nghĩa là ngày mai nha. Anh em mà không nhập nhanh là ngày mai là hết hạn rồi, anh em phải chịu đấy nhé. Không nói nhiều đâu. Rồi. Mẹ nó đơ luôn. Sải đơ luôn vậy. Phải chấm luôn. Tôi chỉ nhập cái code thôi mà. Mà nó đơ luôn anh em ạ. Ở chấm anh em hay nhầm với tựa game này với nhau nhá, nhưng mà đây là Mega Huyền Thoại. Xin nhắc lại, đây là Mega Huyền Thoại nhá, không phải là Thần Thú Đại Chiến, cũng không phải là Học Viện Mega nhá. Nên anh em nhiều khi bảo không nhập được thì dĩ nhiên đó là do anh em nhầm game thế thôi. Đấy đây, chào mừng Manaphy đến với Mega Huyền Thoại, cho sẽ nhận được 2.000 game, quá tuyệt vời mặt trời. Yes sir boy, hình như tôi sắp đủ rồi anh em ơi. Wow, sắp lên được cho con nước chúng ta max sao à? Và 70 thì tiếp tục là để rành các kiểu là điều để cho nó có thể lên được. Cái này cho cây chay nó cũng có thể là cho nó đột phá, đột biến, tiến hóa mega các kiểu anh em nhé. Bạn bè tặng nhận đã xong. Bây giờ thì tôi còn cái gì nữa, còn có hạn giờ, thẻ phiêu lưu, nạp đầu, nạp thẻ các kiểu. Nó cái thẻ phiêu lưu xem có gì. Nhiệm vụ. Rồi ok, tôi bảo đấu trường cái nhờ. Đấu trường vẫn phải đánh rồi, chắn rồi. 5 lần. 1. Rồi nó hơi bị lag này, tôi không biết sao nó bị lag. Lý do tại sao? Lý do. Ok. Đây đã xác nhận. 20, hôm nay đã đủ 20 điểm rồi. Rồi, lấy xong cái này. Vào cửa hàng. Chúng ta có thể mua thêm ít mảnh của con Skitter. Đó là điều dĩ nhiên. Tôi ngày nào tôi vẫn phải đánh cái đấy mà. Có gì hot? Pokemon. Con này nâng sao, nó cần 3 con. 8, 3, 24. Anh em nhá. Tôi đang có 223. 228. Tôi cần thiếu 12 mảnh vạn năng huyền thoại nữa sẽ đủ cho này lên anh em nhá. Là tuyệt vời. Thiếu một ít mảnh thôi là chúng ta có thể lên được rồi. Chúng ta chỉ cần nhận thêm một vài cốt nữa là kiểu gì cũng sẽ lên được thôi nha anh em. Còn đấy là ưu tiên rồi, ưu tiên số 1 hàng đầu rồi. Ok, nâng con đấy xong thì có thể sẽ nâng cho Evetal hoặc là nâng cho con gì đấy anh em ạ. Nâng cấp bất kỳ Pokemon nào đó khoảng 3 lần. Con này level cao quá rồi, nó không cần nâng nữa. Đấy, 3 lần đây. 66 luôn. Rồi, ok, kỹ năng. Nâng đúng chuẩn luôn, tại vì con này cũng chưa mắc luôn đấy. Rồi, đột phá thì cũng chưa. Thì thiếu khá nhiều. Wushishi. Ủa nhiều ấy. Tôi nghĩ nếu mà đột phá thì anh em nên đột phá con khác. Ví dụ như con này chẳng hạn. Nó sẽ nhẹ nhàng hơn cho anh em rất nhiều. Đồ trang sức. Evetal. Mình nghĩ sẽ đột phá Evetal lên. Đấy, rồi, như thế là ổn đấy anh em. Yeah.
vượt phụ bản hàng ngày nhá. Những cái thứ bắt buộc phải làm thì chúng ta phải làm mỗi ngày, không thể bỏ được. 1 2 ok, phụ bản quà tặng 1 2, còn còn một cái nữa, một lần sau cuối, 1, không thách đấu đâu, quét thôi, nhanh thôi, đấu làm gì. Chúa sẽ nhận kho báu anh em, đang đợi những cái úi chết mẹ, ấn nhầm, mất 10 game rút thẻ Pokemon anh em nhá. Chúng ta có 139 thẻ cơ mà rút đến mùa quýt cũng chẳng hết, thật sự như vậy. Bên thứ hai chuyến tôi còn tận đến hơn 200 thẻ cơ, ngày mai chắc tôi sẽ ngồi thử rút anh em. Ok, cày được có 9 lần thôi, tại vì mình nhỡ ấn tay ấn một phát rồi nên không được 10 lần đâu. Sức phẩm ok, tôi sẽ rút cho miễn phí này, đá cường hóa này, chúng ta sẽ mua một vài kiểu năng lượng. 1 2, cho thử thách ưu tú nha. Ok, ưu tú xong rồi này, nhận tất cả này, nhận và lấy tất cả này, xong cấp 67 luôn. Mảnh về đấy, mảnh huyền thoại, vạn năng huyền thoại thì được một mỗi ngày một mảnh, ngoài ta có được một mảnh vạn năng huyền thoại nhá. Ok con dê, ok nhận cái này, thẻ phiêu lưu này, nhận tất cả này, nhiệm vụ này, nhận tất cả này, đã xong, ấn vào thẻ này, nhận cái này này, được một ít phần quà nhỏ nhỏ thôi, không có gì để làm siêu giảm giá. Không lấy thì đúng là có lỗi, thật sự luôn, nó phải rơi tầm khoảng 400-500 game gì hết rồi. Mấy cái này thì nó giống bên kia thôi, không có gì khác cả, hoàn hảo dành cho chúng ta trong một ngày như thế này, đánh ra tốt, không có gì. Phiêu lưu chứ mình còn chưa đi phiêu lưu nhiều ấy nhỉ. 35.000 kim cương đang hơi ít nha anh em, theo tôi thấy như vậy. Tôi ấn vào rèn luyện này, ấn vào thiết bị này, mình săn tìm kho báu này, mình còn rất là nhiều nữa, mình chưa nâng cấp lên nó chưa khỏe thôi, giờ mình nâng cấp lên thì khỏe lắm. Xác nhận ok, rút 95 lần thì đến bao giờ mới xong. 5 lần nữa. Ok, 5 lần nữa. Ồ, không được rút nhiều anh em ạ, chỉ được rút tối đa thế thôi. Kích hoạt lên đi cho nó khỏe. Tôi chưa kích hoạt con nào luôn. Con nào yếu. Xe tê giác. Con này chưa kích hoạt được, nhìn là biết. Có nhiều con là còn chưa kích hoạt được, con bò chưa kích hoạt được, không đủ. Cho thiếu những cái bộ phận. Tàu vũ trụ, ok, dĩ nhiên rồi. Nâng cấp, có thì nâng cấp thôi. Có thêm một mảnh thì nâng cấp cái một mảnh thôi. Nâng cấp lên. Rehorn cộng 2. Rồi, lên được tầm này là đẹp, cũng đẹp rồi anh em nhờ. Chúng ta có cái thiên phú mình còn chưa nâng. Thiên phú tôi còn chưa nâng này anh em, thật là vãi đạn. Công vật lý, công đặc biệt cho tất cả anh em, cái gì tất cả làm đều mình đều thích ha. Cái này là hàng sau à, cái này cho tất cả này. Cái này cũng có thể nâng được hết anh em, hết điểm. Cái này chưa mở hộ chiếu tôi cũng chưa mở hết đấy, sẽ mở hết cái này đi.
Có thể nâng cấp cái này lên này. Đấy. HP, HP bùng các thứ. Rồi cứ từ từ sẽ nâng sau. Chúng ta sẽ chuyển qua đá bùa. À, còn chưa có tờ nào yếu tại vì chưa có đá bùa anh em. Trước lên chưa có đá bùa luôn. Đấy, rút X10 cho ngon. Ngày nào những nhiệm vụ này vẫn phải làm anh em. Phải rút free. Rút miễn phí một lần. Đá bùa trang bị cho những con ổn nhất của chúng ta. Khảm tất cả với cái này chưa mở này. Nó cũng sẽ tăng cường thêm lực chiến anh em. Tội gì đúng không? Cái Pokemon mình đang dùng thì mình sẽ khảm tất. Có rất là nhiều đá mà. Ok nha anh em. Ok con dê. Rồi và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em.